Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam tặng gạo, máy tính và tỏ tình đoàn kết với Cuba trong chuyến thăm của ông Tô Lâm. Ngày 27 tháng 9, FA tiếng Việt loan tình, Việt Nam tặng Cuba 10.000 tấn gạo, 500 máy vi tính nhân chuyến thăm của ông Tô Lâm. Theo đó, tại buổi hội đàm cấp cao vào chiều ngày 26 tháng 9 tại Havana, Cuba, ông Tô Lâm đã thông báo với Chủ tịch nước, Bí thư thứ nhất Cuba, Michel, về việc đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam trao tặng nhân dân Cuba 10.000 tấn gạo. Ngoài ra, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng tặng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba 500 máy tính. AFA dẫn đại tiếng nói Việt Nam VOV cho biết, Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định lập trường không đổi của đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam là đoàn kết, ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba, yêu cầu dỡ bỏ các lệnh bao vây, cấm vận đối với Cuba, đưa Cuba ra khỏi danh sách đơn phương các nước bảo trợ khủng bố và đây là hình bản tin trên AFA. AFA cho biết ông Tô Lâm thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đến Cuba sau chuyến làm việc tại New York ở Mỹ để dự hội nghị tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ông Tô Lâm cũng có cuộc gặp ngắn với Tổng thống Mỹ Joe Biden trước khi lên đường sang Cuba và khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Washington. Theo AFA, trong cuộc gặp mới đây tại Cuba, lãnh đạo hai nước đồng ý tăng cường hợp tác, trao đổi giữa các bang, cơ quan tham mưu của hai đảng trong việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng Đảng. Hai nhà lãnh đạo ủng hộ các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp nghiên cứu mô hình hợp tác sản xuất nông nghiệp nhằm hỗ trợ Cuba gia tăng sản lượng và năng lượng sản xuất tại chỗ, phát triển ngành nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực. Cả hai nhất trí tiếp tục tích cực hỗ trợ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức diễn đàn quốc tế. Trước đó vào ngày 25 tháng 9, AFI đưa tin ông Tô Lâm kêu gọi Mỹ bỏ cấm vận Cuba. AFA cho hay, trong bài đọc tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tối ngày 24 tháng 9, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kêu gọi Hoa Kỳ bỏ cấm vận đối với Cuba, nước cộng sản anh em với Việt Nam, đồng thời quyết liệt phản đối các hành vi cô lập và cấm vận đơn phương. Và đây là hình bí thư thứ nhất đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Michel, tiễn tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân. Vẫn theo AFA, Bài phát biểu của ông Tô Lâm được thực hiện tại lễ khai mạc phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 79 với chủ đề Không để ai bị bỏ lại phía sau, hành động đoàn kết để thúc đẩy hòa bình, phát triển bền vững, phẩm giá con người vì các thế hệ hôm nay và tương lai. AFA cũng cho biết trong bài phát biểu của mình, ông Tô Lâm đã chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam cho một tương lai hòa bình, ổn định. Trong đó có tôn trọng thể chế chính trị mọi nước đã lựa chọn và được nhân dân ủng hộ và quyết liệt phản đối các hành vi cô lập và cấm vận đơn phương đi ngược lại với luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hiệp Quốc. Khẳng định đoàn kết với nhà nước và nhân dân Cuba, kêu gọi Hoa Kỳ gỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống lại Cuba và đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Đây là những hành động cụ thể, thiết thực về sự phát triển bình đẳng, hạnh phúc của các quốc gia, cần thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới. Ông Tô Lâm đọc phát biểu của mình trước lãnh đạo các quốc gia tại Liên Hiệp Quốc. AFA cho biết thêm, Hoa Kỳ đã bắt đầu có các biện pháp cấm vận mạnh mẽ đối với Cuba từ đầu những năm 1960. Các doanh nghiệp Mỹ đã không được có hoạt động kinh doanh với Cuba từ năm 1958. Dưới thời của Tổng thống Barack Obama, Hoa Kỳ đã nới lỏng một số cấm vận với Cuba. Nhưng vào tháng 11 năm 2017, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã cho áp dụng các biện pháp cấm vận nghiêm ngặt trở lại đối với Cuba. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp, tiếp của Kim Vũ với bản tin Việt Nam tặng gạo, máy tính và tỏ tình đoàn kết với Cuba trong chuyến thăm của ông Tô Lâm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Người kêu gọi đảng từ bỏ học thuyết Marx Lenin bị kết án tù. Ngày 27 tháng 9, VOA Tiếng Việt Loan Tình, Việt Nam tuyên án 8 năm tù đối với người kêu gọi từ bỏ học thuyết Marx Lenin. Theo đó, một tòa án ở tỉnh Lâm Đồng vừa tuyên án 8 năm tù đối với ông Hoàng Việt Khánh, 41 tuổi, bị ghép vào tội tuyên truyền chống nhà nước do đăng tải các bài viết trên Facebook kêu gọi chính quyền Việt Nam từ bỏ học thuyết Marx Lenin mà đảng Cộng sản cầm quyền đã theo đuổi hơn 90 năm qua. VOA dẫn tường thuật của báo chí trong nước cho biết, hội đồng xét xử tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24 tháng 9 đã tuyên phạt án tù trên đối với ông Khánh, cáo buộc ông tạo đăng 126 bài viết và một video clip trên Facebook chỉ trích các chính sách của đảng và nhà nước Việt Nam về chính trị, kinh tế và xã hội. Và đây là hình bản tin trên VOA. Đồng thời, theo báo chí nhà nước, ông cũng xuyên tạc lịch sử dân tộc phỉ bán và lăng mạ các nhà lãnh đạo, vu khống các quan chức cấp cao của đảng cũng như phát tán thông tin sai sự thật. VOA dẫn trang an ninh TV của Bộ Công an cho hay, với tài khoản trên Facebook mang tên Hoàng Dũng từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 9 năm 2023, ông Khánh bị cho là đã tham gia các hội nhóm kính kêu gọi từ bỏ học thuyết Mark Lenin, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam. Tài khoản Facebook của ông Khánh, người bị bắt hồi tháng 2 năm 2024, thu hút hơn 45.000 người đăng ký và theo dõi. Cáo trạng cho biết, VOA nhắc lại chủ nghĩa Marx-Lênin được Liên Xô áp dụng để diễn dịch và xây dựng chủ nghĩa xã hội từ đầu những năm 1920 tiếp đến được thực thi ở các nước Đông Âu và lan sang các nước như Cuba, Venezuela, Trung Quốc, Triều Tiên và Việt Nam. VOA cho biết, dù học thuyết này bị một số quốc gia phương Tây chỉ trích là mô hình để các nhà lãnh đạo cộng sản thể hiện tính độc tài, chuyên quyền và toàn trị, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn theo đuổi nó từ lúc thành lập vào năm 1930 đến nay. Và đây là hình ông Hoàng Việt Khánh tại phiên tòa. Chính quyền Việt Nam do Đảng Cộng sản cai trị thường bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền và không dung thứ những tiếng nói chỉ trích đảng cầm quyền hay các nhà lãnh đạo của đảng. VOA cũng cho biết ngày 10 tháng 9, một tòa án ở Hà Nội đã tuyên phạt 6 năm tù đối với ông Hoàng Tùng Thiện, 46 tuổi, sau khi ông lập các trang web bị xem là nhằm tuyên truyền đa nguyên, đa đảng và có ý định sáng lập đảng Lạc Hồng để cạnh tranh với đảng Cộng sản Việt Nam. Theo VOA, truyền thông nhà nước dẫn cáo trạng cho rằng, từ tháng 10 năm 2023, ông Hoàng Tùng Thiện sử dụng hai trang web là ước mơ Việt.net và đảng đoàn.org để đăng tải các bài viết, quan điểm của mình về đa nguyên chính trị, đa đảng tại Việt Nam, đồng thời vận động tham gia hội nhóm của ông. Trước đó, từ tháng 4 năm 2023, ông Thiện đã đăng tải các bài viết có nội dung xấu, tuyên truyền đa nguyên đa đảng, nói xấu đảng, chế độ chính trị, xuyên tạc về các lãnh đạo đảng, nhà nước. Và đây là hình ông Hoàng Tùng Thiện. VOA trích dẫn bài viết Điều gì xảy ra nếu tôi bị bắt, đăng trên Facebook của ông Thiện vào tháng 1 năm 2024. Đổi mới hệ thống chính trị, bao gồm đa đảng, là một chủ trương quan trọng số một quốc gia. Nếu tôi bị bắt, ít nhất đến thời điểm này, chưa ai có đủ khả năng triển khai đổi mới hệ thống chính trị, bao gồm lật đổ cộng sản và xây dựng chế độ đa đảng tại Việt Nam. VOA cho biết thêm, cũng như ông Khánh, ông Thiện bị án tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo quy định tại điều 117 của Bộ luật hình sự năm 2015. Vẫn theo VOA, nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, các quốc gia phương Tây và cả các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc đã nhiều lần khuyến nghị chính quyền Việt Nam bãi bỏ điều luật 117 cùng với các điều luật khác của Việt Nam về an ninh quốc gia và cho rằng chúng được sử dụng rộng rãi để hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam bác bỏ khuyến nghị này, biện hộ rằng chúng được xây dựng hoàn toàn hợp hiến và phù hợp với các công ước quốc tế về nhân quyền. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Người kêu gọi đảng từ bỏ học thuyết Mark Lenin bị kết án tục. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thảo báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.